để em để này. Thì ra là em quay lấy góc từ dưới các bạn lên. Không có. Chung là ngày hôm nay thì rất là vui, vì sao vậy? Nhất là lúc đầu thì biết là quay chung với chiếc đài này, xong rồi với con Hải nữa. Thì hoàn cảnh của bé ngày hôm nay cũng rất đặc biệt. Bởi vì là nghe đâu là khi mà có chia sẻ câu chuyện, mặc dù là biết là khi mà Má Di Cương anh Đại Nghĩa chia sẻ thì không có được nên không khóc, vì sẽ làm cho người hoàn cảnh giúp đỡ thấy người bị chạnh lòng. Và sau khi mà đứng trong bánh gà mình nghe câu chuyện thì bản thân mình cũng thấy rất là cảm động. Nhưng mà điều quan trọng nhất đó chính là bằng sự cảm động đó mình phải làm sao để cho họ được số tiền nhiều nhất để mà họ vượt qua được cái hoàn cảnh khó khăn đó. Thì mình thấy là hồi nãy lúc Huy làm thử thách đó là Huy chạy rất là nhanh, bởi vì là càng tốn thời gian là họ càng tốn tiền. Nhưng mà thử thách ăn chanh đó thì mình cũng gán mình rút lần vô năm hộp luôn để cho nhanh, tiết kiệm thời gian. Cũng nhờ bà con nhiều, bởi vì bà con thấy thương nên bà con chỉ cho biết là mấy người mà bà có cái dấu ấn đó nên cũng hành động thử thách nhanh. Hy vọng là mấy anh em là anh Chí Tài, Hải rồi Huy sẽ góp một phần nhỏ. Thử thách cuối cùng này mấy anh em sẽ cố gắng mình làm việc tốt, không cần phải đòi hỏi là mình phải được ghi nhận là gì, miễn là mình làm cho cái người được giúp đó, họ phải thoải mái, lại họ cảm thấy là mình có trách nhiệm với lại cái hành động giúp người ta. Là không những Huy nha, mà tất cả mọi người ai giúp được gì giúp, tức là kể cả một lời nói giúp cho người ta cảm thấy thoải mái hơn, gọi là giúp đỡ người ta rồi. Hy vọng mọi người cứ chia sẻ tình thương. Dạ rồi, một câu cuối cùng là 15 triệu. 15 triệu. Không 18 triệu. Black Friday sale. Chào mừng quý vị, xin mời tất cả quý vị khán giả hãy nhớ xem chương trình Cơ Hội Đổi Đời sẽ được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 nha.